Chào bạn, nếu mình gặp mấy con iPhone 6 cộng nó bị cái tình trạng là khách làm rớt bởi màn hình, bởi mắt kiến thôi vẫn còn lên màn hình, mà sau khi đem vô thay màn hình nó thì ráp màn hình mới vô không lên các bạn ha. Và cái lý do chính đáng của nó chính là do siết ốc sai ốc, siết con ốc dài quá nó đâm lủng xuống men. Và cái vấn đề này mình chia sẻ rất là nhiều những cái clip trước rồi, có thể là cái anh kỹ thuật này rất là xui khi mà chưa kịp xem cái clip đó các bạn ha. Rồi chia buồn cùng anh. Phải không? Thì sau khi mình đo đạc và mình thấy nó bị mất cái đường mà mình mở con ốc ra, nó sẽ bị mất một cái đường từ CPU cấp cho IC màn hình và cấp áp màn hình đó, và coi sẽ đèn các bạn ha. Và khi mất cái đường đó thì các bạn thấy không, thấy những cái đường cầu không, và khi mất cái đường đó thì màn hình nó sẽ không hiển thị bất kỳ cái gì cả, kể cả đèn nền và hình ảnh các bạn ha. Rồi thì sau khi mình đã câu cái đường đó thì nó đã lên rồi, nhưng mà cái màn hình nó chỉ lên được một nửa đèn thôi, còn một nửa đèn nữa mà vẫn không lên. Thì cái máy iPhone 6 cộng nó xài hai con IC đèn đúng ha. Ok, và sau khi mình tiến hành nó đo đạc á thì mình thấy là nó bên con IC đèn thứ hai á, nó bị mất thêm một cái chân data, là cái chân đó nó từ con CPU cấp thẳng lên các bạn ha. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Ok, sorry. Đây là cái mình đo cái đường data thứ nhất nó bị đứt bên này các bạn ha. Các bạn thấy không? Từ con màn hình nó đi vô cái chân ốc bạn thấy không? Đó, bạn thấy không? Đó. Thấy không? Nó connect, nó kết nối với cái điểm đó. Đứt rồi thì câu lại thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đo bên cái đường thứ hai các bạn ha. Bạn thấy không? Hoàn toàn mất trở. Hoàn toàn mất trở luôn các bạn ha. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cái ZX lên. Rồi thì mở ZX lên, các bạn sẽ thấy nếu mà cái con ốc này nè mà chúng ta mà dặn mà sai ốc á, dặn con ốc dài á, nó sẽ sẵn xuống đây thì nó sẽ đứt đứt cái đường, chính xác là cái đường này bạn ha. Nó đi vào đây, nó đi vào CPU đúng không, và đi vào con IC đèn đúng không. Và cái trường hợp này nếu mà các bạn mở con này ra, các bạn đo ở đây nó vẫn có tổng trở, thì tổng trở đó chính là tổng trở của con IC đèn ha, và tổng trở của cái con điện trở này đúng không các bạn. Nói mà thật ra là nó sẽ đứt đứt từ đây đi vô CPU, và chúng ta sẽ câu ở ngay đây các bạn ha, đường ở đây câu lại. Rồi thì ở cái máy mình gặp á, thì sau khi mình đã câu cái đường này, cạo ra và câu đúng không ha, thì nó bị thêm một tình trạng đó là chỉ hiển thị một bên đèn và một bên đèn không có hiển thị các bạn, có nghĩa là màn hình nó hơi tối á. Thì sau khi kiểm tra và đo đạc tháo con này ra nữa mà ha, thì nó sẽ đứt thêm một cái đường này các bạn ha. Đường này đo mất chỗ kháng, thì cái đường này nó chỉ vô trực tiếp CPU thôi và nó qua điểm tết bon này. Rất là may mắn là mình cạo điểm tết bon này ra, mình đo điểm này nó vẫn còn trở các bạn ha, và mình chỉ việc câu con dây từ đây vào đây rồi đóng con này vô là ok. Rồi bây giờ mình vào cái phần thực hành các bạn ha. Mức độ nó như thế nào đúng không các bạn, thì phải cạo cái men trắng để biết được cái mức độ như thế nào, mà rút kinh nghiệm cho cái đợt mà cạo cái men còn sống các bạn ha. Rồi sử dụng cái kính lúp để xem là đã cạo xuống chưa, tránh cái tình trạng mà cạo phạm xuống cái lớp mạch ở dưới các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm mẫu thử. Không, một chân mình chấm vô cái chân của cái con IC đèn bị mất á, và một chân là mình rà dưới con ốc xem nó có cái đường nào không. Ok, sau khi ra thì mình thấy là hầu như không có cái đường nào hết, và chấm thẳng vào điểm tết-bon các bạn thấy không? Ra trên nóc thì không có, nhưng mà khi mình chấm thẳng vào điểm tết-bon thì lại có. Như vậy cái có khả năng là cái đường này sẽ không có qua chân ốc các bạn ha, mà đi qua điểm tết-bon này. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái men. Ok. Cái men đang bị lỗi các bạn. Để mình đo thử các bạn ha, và mình thấy là cái điểm tết-bon nó vẫn còn tổng trở các bạn ha. Nên mình sẽ tiến hành mình câu một cái cọng dây từ con IC đèn câu ra cái điểm tết bon đó, và sau khi câu ok thì bắt đầu đóng con IC đèn vào.
Không, coi xe đèn nó rất là khó đóng, tại vì nó những con tụ trở nó sát nhau quá, không có đường để gọt hay nhíp vô, thì mình mới bẻ, mình mới tháo một cái con tụ ra các bạn ha. Rồi sau khi câu rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành xi chì phần còn lại của cái cọng dây đồng và câu vào cái điểm test ban đó. Rồi rất là mong là sau khi xem những cái clip như thế này thì các bạn sẽ không phải gặp những cái bệnh mà do chính cái bản thân chúng ta gây ra cho cái máy bạn ha, chứ không phải là lỗi của nhà sản xuất. Và cái việc câu kéo như vậy đó rất là cực các bạn ha, không nên chút nào. Mà không, cái điểm deadpool nó rất là nhỏ nên mình rất là cái khó khăn cho cái việc mà mình kết nối cộng dây đồng vào cái điểm đó. Rồi sau khi làm thì vệ sinh sơ sơ nha, đôi khi cái nhựa hồng á nó bị tràn vào cái phần sắp cái nút hôm các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái men vào và bật lên thử xem màn hình nó lên ok chưa. Thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.